18 tiếp nối. Nhưng có được hay không? Robot tự động một đỏ vẫn cần nó khi thế. Vâng, và 3 điểm. 3 điểm được đồng cho đôi đỏ rồi. Và trở 10 điểm của đôi đỏ. Có cách mở ra. Chúng ta có thể có thành được đỏ 3 điểm hay không? Vâng, rất đáng tiếc. Bọn vẫn chưa thu xuống. Đấu xanh đã giành được giỏ hai điểm. Thủ rất đúng không? Chắc là chỉ còn đỏ hai điểm nữa thôi. Giờ chúng ta nhìn đôi đỏ của chúng ta đang tạm thời trước. Màu xanh vẫn chưa giành được chiến thắng tuyệt đối bởi vì giỏ 3 điểm vẫn chưa có. Chúng ta không có thể đến với các bạn. Các bạn gái đi hết ạ. Thời gian chỉ còn khoảng 7 phút thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.